xin Ngài dỡ cho con đã thật, con đã trung tín và thành tâm vừa biên trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mặt Ngài, rồi vô kiến khi gia khóc thật to. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với ông Isaiah rằng: Thầy đi nói với chặt những cái án kẻ vô tội. Quả thế có
Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng con xin trao vào đôi tay tử mong.